Hello, xin chào mọi người. Tập 17 thử sang xịn ngày hôm nay chính là dòng son mới nhất của Chanel có tên là Rouge Allure Lac Ultra Wear Shine Liquid Lip Color nhé. Dòng son này thì có tổng cộng là 20 tông màu, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ có swatch 6 màu mà thôi. Vậy nên bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào với cả video ngày hôm nay nhé. Thiết kế son trông rất là có phong cách với cả một lớp sơn mài đen bóng và hoàn hảo. Thân son lộ bên dưới theo hướng ombre, hé lộ được màu sắc son thật ở bên trong, trông vừa sang trọng lại vừa huyền bí. Nắp son được mạ vàng đồng cổ điển với biểu tượng chữ C móc ngược cùng tên hãng ở gần giữa thân son. Đầu cọ cong với cả độ chính xác khá là tuyệt vời cùng với cả lông mút phù hợp giúp cho sản phẩm được lấy ra vừa phải và có thể giúp cho mọi người thoa son một cách dễ dàng hơn. Kết cấu dạng kem với công thức mang lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng như hòa vào từng chuyển động của môi. Chất son kem mỏng kết hợp cùng với các hiệu ứng hơi bóng nhẹ giúp cho sắc môi trông tươi mới, môi không bị khô và đủ ẩm. Chất son lên màu chuẩn nét và rực rỡ, mặc dù vậy thì cấu tạo son mỏng nhẹ, thế nên là sẽ đẹp nhất khi mà mọi người đánh phun môi, đặc biệt là đối với cả các màu nhạt. Mặc dù có độ bóng và giữ môi thoải mái nhưng mà son cũng khá là bền màu và lâu trôi. Nếu không ăn gì nhiều thì sẽ bền được tối thiểu là khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Các màu đậm hơn thì sẽ giữ sắc được lâu hơn. Sau khi ăn uống nhiều thì mình cảm thấy là son cũng sẽ có phai đi, đặc biệt là phần lớp bóng. Nhưng mà môi ở bên dưới thì vẫn còn tin màu nhẹ. Các màu đậm hơn thì sẽ có độ bám màu cũng rõ rệt hơn. Thế nên Linh rất là ưng với các chất son và độ bền màu kiểu như thế này. Màu 61 Continuous là màu cam đào pha sữa nude be xinh xắn. Đây là màu nhạt nhất mà mình sở hữu trong cả 6 màu nhé. Màu son lên rõ nhưng mà chất son mỏng, thế nên là tán lòng môi như bình thường thì sẽ hơi nhạt. Trên màu da mình sẽ lên sắc hồng cam nhiều hơn. Các bạn màu môi trông không được hồng hẳn giống như là mình thì nên tránh đánh cái lòng môi màu kiểu này ra nhé. Ngược lại, khi đánh phun môi, son sẽ lên màu cam đào hơi pha sữa nhẹ và nghiêng nude be rất là xinh xắn, hài hòa và không bị kén trọn màu da như các tông cam đào sữa thông thường. Màu 64 Exigence là màu hồng phúc bồn tử nhưng không quá đậm, thế nên đây chuẩn chỉnh là tông màu quốc dân an toàn cho các chị em văn phòng hay cho các cô gái yêu màu hồng tiểu thư nhé. Màu này thoa lồng môi thì cũng không phù hợp lắm đâu bởi vì rất chất son mỏng, thế nên là cần độ build màu nhiều hơn. Mình thích loại son này là bởi vì em ấy có thể đắp màu lên dần dần tùy theo sắc tố môi và sở thích mà cảm giác vẫn nhẹ tinh. Bạn này thì cũng nên đánh phun môi sẽ lên chuẩn sắc hồng phúc bồn tử, vừa ngọt ngào dịu dàng mà vẫn có độ nhấn sâu sắc y như lúc mình ăn kem phúc bồn tử vậy, lúc thì hơi ngọt nhẹ và lúc thì hơi chua dịu nhẹ, thích lắm ý. Màu 71 Mist là tông màu đỏ thuần nhưng mà riêng màu này thì có nhũ đồng đỏ metallic siêu siêu nhỏ tạo nên sự khác biệt đỉnh cao nhất trong cả 6 cây mình sở hữu. Những hạt nhũ siêu siêu bé này thì tạo sẽ hiệu ứng rõ nét nhất khi mà mình đánh đậm phun môi. Nếu mà để ý thì sẽ thấy môi được bắt sáng tốt hơn này, lấp lánh hơn và ba chiều hơn hẳn nữa. Nếu mà nhìn ngoài đời thực thì sẽ còn mê hơn rất là nhiều bởi vì tông đỏ này sắc thái nó sẽ chuyển biến tùy thuộc vào cái ánh sáng chiếu vào, y như là những câu chuyện huyền thoại, mỗi người thì sẽ có một sự tưởng tượng riêng của mình vậy. Màu này thì bắt đầu đi vào các tông màu đậm rồi, thế nên là mọi người có thể đánh cả lòng môi nhé. Mặc dù vậy thì thoa phun môi sẽ dễ thấy hiệu ứng là đẹp nhất đấy. Màu 72 Iconic là tông màu hơi đỏ sẫm nhẹ. Đây là một tông màu khá là dễ sử dụng với cả độ mix màu giữa đỏ sậm này và đỏ mận tím thoảng qua. Màu này thì sẽ phù hợp cho những bạn mà yêu màu đỏ nhưng mà không muốn sử dụng cái màu đỏ trông nó quá chói, quá bật mà muốn xem một chút trầm lắng hơn. Màu này thực sự khiến mình gợi nhớ tới lá phong đỏ Canada với độ mix sắc đỏ xen lẫn nhau với cả sắc nâu. Thế nên là nó khá là dễ để sử dụng và không quá kém là cái màu da cũng như là màu răng đâu mọi người nhé. Màu 80 Timeless là tông hồng tím cá tính. Màu này thì không hẳn là tông màu mình thường chọn lắm nhưng mà đánh lòng môi xong thấy cũng khá là lạ mắt.
Màu này thì sẽ hợp nhất với các bạn tông da trắng tới cả trung bình nhé. Khi đánh phun môi thì sắc hồng tím lên đậm nét này và nổi bật hơn nhiều, rất là hợp để sử dụng khi đi chơi hay là đi tiệc. Màu này thì mình thấy là các chị từ 35 cho đến 40 hay dùng lắm, thế nên là mọi người cũng có thể tham khảo để tặng quà. Màu 81 Oxygenation là tông màu đậm nhất, kiểu như là đỏ bầm pha một chút bạc đâu mọi người ơi. Màu này đánh lòng môi đỏ nhạt pha màu rượu hơi đỏ tím nhẹ, nhìn rất là đê mê. Linh rất là thích các màu mà rượu stain lắm luôn và cực hợp cho những ngày trời lành lạnh. Đánh phun môi lên sắc đỏ sậm pha với cả màu rượu nhìn rất là powerful, cứ bị mê mê chứ không cảm thấy bị già. Màu này thì thực sự vốt đánh cho mùa thu đông năm nay hẳn sẽ rất là sang nhá. Nhìn chung thì Linh cảm thấy rất là ưng dòng son mới này của Chanel, từ thiết kế bên ngoài này cho tới cả chất son bên trong. Màu sắc đợt này thì cũng đa dạng hơn và có vẻ hợp với cả tông da của bọn mình hơn nữa. Thế nên bạn nào mà đang băn khoăn thì yên tâm là có thể mua em ấy đi nhá. Màu sắc thì nói chung tùy vào sở thích của mọi người. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Rất là cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để xem video ngày hôm nay cùng với cả Linh. Và Linh sẽ hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của mình nhá. Bye bye.